giờ các bạn, Meta đây, Meta là quay trở lại với các bạn đang những chuỗi video uống nước ép cần tây lúc dạ dày còn rỗng vào buổi sáng. Đây, Meta uống buổi sáng, các bạn có thể uống trưa nếu các bạn là người không ăn sáng vẫn được đúng không? Là gì thì ở tuần thứ 5, đây là tuần thứ 5 đã kết thúc rồi. Tuần thứ 5 Meta thu nhận được điều gì? Từ tuần thứ 4 sang tuần thứ 5 thì cái nốt muộn ở trong cuống lưỡi của Meta nó mới bắt đầu dần dần biến mất. Nó mới biến nhất khoảng 3 ngày nay thôi, mới có 3 ngày thôi à. Rồi trên mặt của Meta trong tuần vừa rồi thì cảm giác nó sạm hơn, nó không có mịn màng như trước. Và Meta cảm nhận sờ trên mặt thì cảm nhận nó có rất là nhiều mụn. Bình thường các bạn sẽ không nhìn thấy bởi vì nó mụn đó nó không có kinh khủng như như cái lúc hồi dậy thì đâu, nó tự nhiên nó mọc một ít mụn mụn lên vậy đó, nhưng mà nó không có kinh khủng mấy mà vẫn sờ lên là vẫn có thấy. Tóc thì mọc nhiều lắm, tóc mọc rất là nhiều. Meta tắm gội Meta thấy trời ơi sao nó mọc nhiều như vậy, tóc mọc khá là nhiều. Và Meta thấy một cái điều như thế này nữa là vì tuần vừa rồi mình phát hiện ở bên ngực trái của mình ấy nó có rất là nhiều mụn, nhiều ngứa lắm. Vì cái chỗ đó nó cần mặc quần áo, nó hay cọ sát, có mồ hôi nữa, cho nên nó rất là ngứa, rất là khó chịu. Mình không biết là cái việc đó nó có liên quan gì đến vấn đề bên trong của mình hay không. Thật sự ra là mình cũng có một chút vấn đề nho nhỏ ở bên ngực trái đó. Đó là mình. Còn hai người bạn của mình thì không có nhiều thay đổi lắm, không có nhiều thay đổi lắm. Một cái bạn bé phì bẩm sinh thì hôm nay khá là mỹ nhôm, da thì săn chắc rất là nhiều. Có khoảng thời gian rảnh của mình và thời gian rảnh của bạn nó không có đồng điệu với nhau, cho nên là mình chưa có cân đo đong đếm lại và xác minh lại. Nhưng mà chắc chắn một điều là cả bạn đó khẳng định và Meta cũng nhìn thấy và sờ vào da thịt bạn đó rắn chắc hơn rất là nhiều so với trước, rắn chắc hơn rất là nhiều. Còn một bạn còn lại thì cuộc sống khỏe ra, không có điều gì thay đổi. Và tiếp tục cái hành trình tiếp nối đó thì đây là tuần thứ 6. Bắt đầu từ tuần thứ 6, Meta cũng sẽ trải nghiệm thêm với uống nước ép cần tây lúc dạ dày còn rỗng. Các bạn có thể uống cộng không hoặc là uống lá tùy ý. Tại vì Meta ở đây là không có trồng được cái này, chỉ có mua thôi. Người ta bán cái nào thì mua cái đấy ha. Và hôm nay lại tiếp tục ép uống cần tây. Meta cực kỳ hài lòng khi ép uống cần tây với chiếc máy mà Meta đang xài. Xong rồi đây. Meta lại quay trở lại đây. Wow. Yeah, đây là ngày thứ 36 uống nước ép cần tây liên tục. Meta đã từng uống rất là lâu nhưng mà không có kiểu uống liên tục như thế này. Đây là ngày thứ 36 uống nước ép liên tục và chuẩn bị hai phần cho hai người bạn của mình. Xin mời các bạn. Hôm nay lại thấy cảm thấy rất là ngon. Mát lạnh rất là ngon. Có những ngày cảm thấy nó dở lắm các bạn, nó dở lạ lùng luôn ấy. Hôm nay là cảm thấy khá ngon. Meta coi ở trong tuần qua các bạn có nhiều cái thay đổi gì không ha? Các bạn có gặp vấn đề gì và các bạn thu nhận được điều gì không? Các bạn chỉ chờ đợi Meta lắm đây đúng không ạ? Wow, đầu tiên là bạn Ngân Thị Thu Hiền. Từ ngày 23 đến ngày 25 em bị mụn mặt nhiều, lên cả mụn to và li ti, hôm nay đỡ nhiều rồi, cố lên Thu Hiền nha. Bạn Thu Hương, chào em yêu, hôm nay là ngày 25 đồng hành cùng em. Hôm qua người chị nóng toát mồ hôi, toát ra đầm đìa như thể tắm ấy, nhưng cực kỳ dễ chịu. Hôm nay thì có hiện tượng như bị cảm cúm, mụn nhỏ vẫn tiếp tục bị đẩy lên da tay và da trên cơ thể, mềm miệng tóc mượt báo cáo hết. Chị Thu Hương cố lên, chị Thu Hương cố lên nào. Bạn Kiều Liên, chào hôm nay được nghe được giọng Meta rồi, vui quá. Ngày thứ 16 uống nước ép cần tây, sáng nay ngủ dậy thấy ngứa mặt, bụng và chân, nhưng sau 2 tiếng thì hết, bây giờ cũng uống rồi, cảm ơn Meta nha. Chị ơi và các bạn ơi, là cho Meta thật sự là xin lỗi trong hai cái tập phát sóng vừa rồi là
tập ngày 27 và ngày 28 nó không có âm thanh, tại vì Mita khí thế làm việc, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy hình ảnh rất là khí thế đúng không? Nhưng mà cuối cùng Mita phát hiện là không có cái lần nói gì hết trơn. Nhưng mà khi phát hiện lại nó là nó đã trễ mất cái ngày quay một tuần rồi, nên đâu có thể nào quay lại được đâu. Nên là xin lỗi các bạn rất là nhiều, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Tiểu Ngọc quay nha, em bị nghiện giọng của chị mất rồi. Nghe từ cái hello mở đầu là vui quá. Cố lên Tiểu Ngọc nha, cố lên sẽ vượt qua được cả vấn đề bệnh của em thôi. Cố lên nha, cố lên nha. Có một bạn HK Long hỏi uống buổi trưa có được không Mita? Thực ra là trong cái trải nghiệm của Mita là uống buổi sáng rất dài dài còn rỗng. Nhưng nếu bạn là người không ăn sáng thì bạn có thể uống trước bữa ăn trưa. Và Mita vẫn nghĩ rằng là nếu bạn là người ăn sáng và bạn buổi sáng quá bận rộn mà không thể ăn được thì bạn hoàn toàn có thể uống buổi trưa. Nhưng mà lúc đó cái dạ dày của bạn còn rỗng, nó sẽ tốt hơn. Và bạn không nên ăn nhiều dầu mỡ quá trong quá trình uống nước ép cần tây thì nó sẽ nhiều hiệu quả hơn. Chỉ ăn những cái chất béo có lợi cho sức khỏe thôi, ví dụ như là omega 369, ví dụ cân bằng cân đối như vậy, như dầu hạt lanh hoặc là dầu ô liu hay là quả bơ hay là dừa, đồ đó rất là tuyệt vời. Hai các loại hạt heo. Bạn anh Kim cho em hỏi nước ép cần tây uống trong bao lâu ạ? Anh Kim à, cái này là chúng ta đang trải nghiệm đi tìm kiếm một cái điều thay đổi trong cơ thể. Nếu như cái điều chúng ta đang tìm kiếm nó không có tìm thấy thì chúng ta sẽ nhường lại, và cơ thể của chúng ta nó cũng không tồi tệ đi thì chúng ta cũng có thể dừng lại. Và thời gian bao lâu thì người ta chưa có biết nữa, nhưng mà trước mắt thì bạn thử trải nghiệm 30 ngày xem nó cơ thể của bạn sẽ như thế nào. Bạn Quỳnh Thu không nghe được giọng nói của chị, Mita xin lỗi. Hôm nay là ngày thứ 25 của em rồi đó, nhưng chia sẻ ngày hôm qua em đã rất mệt cả hôm nay, sáng hôm nay muốn uống nước sữa mai, sau đó là cờ tờ là làm gì ha? Sau đó là cầm tay. Em tiếp tục uống nước muối gừng nhỏ muội, ăn cháo hôm qua hết chanh, em không ra chợ nên không bằng nước vỏ chanh. Tối 9 giờ em đi ngủ đàm lên như cứ họng ở cổ ho quá trời, không biết làm thế nào để tống cái đàm đó ra. Nằm trái phải gì cũng nghẹt mũi lây hoay, đến 12 giờ khuya ngủ lúc nào không hay. Sáng nay em dậy lúc 5:30, uống nước sớm mai, uống kháng sinh tự hai, sau đó 40 phút uống cành tây rồi chăm chỉ uống nước muối gừng cho đến lúc này là 10:20. Mà chị biết không, em không mệt rã rời nữa, sáng nay giọng nói của em đã bắt đầu trở lại, cổ họng không đau. Lạ lắm nha, nhờ nước ướp kem tây mà em mới trải nghiệm những điều kỳ lạ. Sức khỏe của em từ tệ đến bất tệ rồi lại tốt lên, lướt qua mà không phải uống viên thuốc nào. Đã 7 tháng rồi, tính luôn cả lúc này, thật tuyệt chị Mita. Cố lên Quỳnh Thu, cố lên nhé. Cơ thể của bạn sẽ có nhiều cái điều mà bạn sẽ không ngờ được. Chính bản thân Mita cũng vậy. Mà trong những ngày này, Mita đang kiểm chứng lại những điều mà trên cơ thể của Mita biểu hiện. Ngày xưa mình đi dạy mình nói nhiều lắm. Thật ra có những ngày mình dạy tới cũng 12-14 tiếng, bởi vì là ngoài dạy chính quy rồi chạy xô rồi dạy thêm rồi. Thì lúc mới ra trường đó thì đâu có nhiều tiền đâu, cho nên là dạy rất là nhiều để kiếm tiền. Phải nói là như vậy, để kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình mình nữa. Cho nên là lúc đó giọng của mình ngày nào nó cũng đau hết á. Cho nên cứ mỗi mùa mình thuộc dạng là không còn thuốc để uống cho vấn đề viêm họng nữa. Rồi một thời gian sau, người ta có những cái cách để khắc phục nó, không phải dùng thuốc. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ khi trải nghiệm với nước ép cần tây thì người ta là cảm thấy cũng có những cái vấn đề đó nó quay trở lại một đoạn thời gian nho nhỏ, nhưng nó không đáng kể. Nhưng nó giống như nó nhắc nhở là mình đã từng bị tổn thương, và cái sự tổn thương đó nó mới gọi là tạm gác qua. Chứ cái sự tổn thương đó nó chưa có biến mất hoàn toàn, mình cảm nhận là như vậy. Nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có một ngày được kết quả tốt đẹp trong tương lai, mình hy vọng vậy thôi. Còn bây giờ thì chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Còn hơn nữa là nó đâu có cái chuyện gì mà phiền toái bất thường hay đâu mà may phải ngừng lại, đúng không nào? Bạn Hồng Văn Huỳnh, ngày thứ 15 của cô tiêu hóa tốt, đại tiện ổn, da sần hơn, giảm nhanh nheo, cơ thể khỏe ra. Cô bị ca trực tràng, đã điều trị xong gần 1 năm nhưng đại tiện không ổn. Bây giờ cô đã khỏe hơn nhiều sau khi uống 30 ngày nước ép cần tây cùng Mita. Các bạn biết không, là trong cái khoảng thời gian mà trải đi nghiệp với nước ép cần tây đó,
thì Mita cũng rơi vào trong cái tình huống là tiêu hóa nó bị rối loạn, có nghĩa là Mita bị mất đi một cái thói quen đi đại tiện vào buổi sáng một khoảng thời gian, rồi sau đó nó mới quay trở lại. Thực sự bây giờ là nó rất là tuyệt vời. Cho nên từ đó các bạn suy nghĩ là khi mà thay đổi một cái điều gì đấy thì ban đầu các bạn gặp rất là nhiều cái phiền toái, đúng không? Rất là nhiều cái phiền toái. Một nguyên tắc cơ bản là bạn hãy nhìn những cái phiền toái đó có thể chấp nhận được, vượt qua được thì hãy để cho chúng từ từ đi qua. Còn nếu nó quá kinh khủng thì bạn hãy tìm cách dừng lại. Bạn Hương Đoàn, ngày thứ 12 mà thứ vẫn bình thường. Bạn Linh My, 3 ngày nay không nghe được Mita nói, sáng nào cũng trông xem chuỗi video nó ghép cành tay ngày thứ 12 của hai má con em, mọi thứ vẫn tốt, ngủ ngon, mỗi cái nhiệt miệng thôi Mita. Cố lên Linh My à, cố lên Linh My, Mita cũng xảy ra điều đó. Ui Mita, ui xin lỗi cả nhà, xong có tiếng thương quá à. Hôm nay là sao ổn lại rồi? Hôm nay ổn lại rồi, có âm thanh kìa. Không có vấn đề gì đâu. Cô Duyên Hải, cô uống được 25 ngày rồi, không biết mà sao tóc cô càng ngày càng rụng nhiều, đã hơn 10 ngày nay rồi. Thì cô kiểm tra lại, cô đã bổ sung đầy đủ dinh dưỡng rồi mà tóc rụng nhiều, chắc là tóc đó nó già đi cần phải rụng cô ạ. Hùng, em đã đi được nửa hành trình rồi, cảm giác nóng nhiệt trong miệng 3 ngày rồi nhưng mọi chuyện vẫn bình thường. Em đang lắng nghe cơ thể, biết ơn những gì chia sẻ. Cố lên, hãy lắng nghe cơ thể của mình và xem phản hồi của chúng bạn nhé. Cố gắng lên. Bạn hỏi mỗi ngày uống bao nhiêu lít, là Mita khuyến khích là uống một cốc như thế này khoảng 400-500ml các bạn nha. Là thường là Mita ép khoảng 600g cành tây ra một phần. Bạn Diễm Lê chia sẻ như thế này nè: Mita ơi, mình uống được 10 ngày rồi, nấm tóc mình đã mất hết, mình mừng lắm luôn, da căng hồng. Ok, cảm ơn người đẹp, cố lên bạn Diễm Lê nha. Bạn Hằng Can, Hằng Công, mình uống được 7 ngày rồi, chỉ thấy người khỏe hơn, không thấy dấu hiệu gì Mita. Tuyệt vời, hãy lắng nghe quan sát thêm nữa chị nha. Bạn Hương Đoàn, hôm nay ngày thứ 11 của em, mọi thứ vẫn ổn, da sáng hơn, ngủ sâu hơn, ngon hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn rất nhiều, sắp có máy rồi, vui quá. Cố lên, thật là tuyệt vời. Mita nghĩ là chắc là tuần này được rồi ha. Mita không biết là còn nhiều các bạn đi bận tâm về nước cần tay nữa không. Xuân Lan thích được nhìn thấy Mita, chị Xuân Lan này theo Mita rất là lâu rồi các bạn ạ. Lâu lắm luôn, mình cảm thấy rất là yêu quý những bạn mà yêu Mita lâu đến như vậy luôn. Mita ơi, cần tay đã lên giá từ 29k lên tới 46.900 rồi Mita ơi. Thì đau khổ quá, gần giá lên gần gấp đôi rồi. Bạn Hồng Thủy Lê, hôm nay rác lưỡi, không biết có phải do anh uống nóng không, bụng nhỏ eo thôn, tóc và hình như nhiều lên một chút. Mình đang rất là mong chờ sự cải thiện của Mita ơi. Đây là ngày thứ 9 của mình. Cố lên. Nhìn chung là các bạn thực hành cùng Mita cho đến thời điểm bây giờ là các bạn thu nhận được rất là nhiều cái điều tích cực, đặc biệt là da và tóc. Những cái biểu hiện khác như thể ngủ ngon hơn, tiêu hóa đại tiện tốt hơn. Đó là những có cái chuyện có ghi nhận. Đó là những trải nghiệm có ghi nhận. Và những cái biểu hiện không mong muốn thì nhiều lắm. Nhưng mà các bạn đang chọn một giải pháp là lắng nghe, quan sát và vượt qua, là Mita rất là hạnh phúc vì điều đấy. Và Mita luôn nhắn nhủ các bạn rằng là khi bất kỳ lúc nào thấy quá tải với cơ thể thì có thể ngừng lại một chút, hoặc giảm số lượng xuống một chút ha. Đừng có cố gắng làm đau khổ bản thân mà làm cái suy nghĩ của bạn nó trở nên bi quan hơn. Điều đó là điều không cần thiết xảy ra trong cuộc sống của mình. Video hôm nay xin kết thúc ở đây rồi. Trước khi kết thúc, uống hết cho không các bạn bảo là Mita không lười, không muốn nè. Xong rồi đấy, ngon lắm.
ngon lắm, hôm nay rất là ngon, hôm nay cảm nhận ngon thật. Mấy ngày qua có những ngày dở dở luôn á. Video hôm nay kết thúc ở đây rồi. Mình xin chúc các bạn một ngày tuyệt vời, một tuần là tràn đầy năng lượng và làm việc vô cùng hiệu quả các bạn nhé. Và nếu bạn là người đầu tiên đến xem cái video này, video cần tay, thì hãy xem lại rất là nhiều những video cần tay Meta phát sóng trước đó, có nghĩa là 30 tập phát sóng trước đó. Bạn thử xem xét xem mình có nên quyết định thực hành hay không, mà khi thực hành thì mình có gặp phải những cái vấn đề tương tự như những cái người bạn đang thực hành hay không, và những cái vấn đề đó có thực sự là nó quá kinh khủng và cần phải vượt qua hay không. Nếu mà không cần phải vượt qua mà không thể vượt qua thì có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Đó là những lời khuyên của Meta dành cho các bạn trong những cái trải nghiệm về nước ép cần tay. Và nếu bạn là người đầu tiên đến kênh YouTube Meta Trần Thế, việc đầu tiên là hãy nhấn nút đăng ký, nhấn nút cái chuông bên cạnh đó để không bỏ sót bất kỳ những video nào của Meta các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.